Uh, có nhiều bạn hỏi thạch là có nên mua vàng bây giờ không thì thạch nghĩ rằng là nếu mà mua vàng bây giờ ấy, thì uh, khi mà mọi người đổ xô đi uh, đi mua ấy thì lúc mà chúng ta sẽ cần phải uh, um, chậm lại một chút thạch nghĩ rằng là giá vàng hiện tại thì uh, sau một cái đợt tăng giá rất là nhiều từ vùng 1.800 bây giờ lên 2.400 rồi thì nó sẽ nó sẽ gặp cái áp lực bán khá là nhiều. Nếu mà về dài hạn mà các bạn mua trong 3 năm 5, 5 năm thì ok, nhưng mà nếu mà các bạn muốn mua có mức giá hợp lý hơn ấy thì các bạn cứ chia nhỏ ra, chia nhỏ ví dụ các bạn có 10 phần thì các bạn cứ chia ra độ khoảng uh, mua độ khoảng uh, 10 hoặc là 10% trước xong rồi để mình xem tình hình như thế nào. Thấy nghĩa là giá vàng nó sẽ điều chỉnh về khoảng tầm uh, 2002 2002, à, tại vì cái tranh lệch giữa giá vàng Việt Nam và giá vàng thế giới hiện tại đang rất là cao nên là các bạn cần phải quan sát lại khi mà mọi người chen nhau đi mua còn về dài hạn các bạn, về dài hạn ví dụ như trong một khoảng tầm uh, uh, 3 năm, 5 năm hoặc là 10 năm nữa thì giá vàng sẽ uh, liên tục tăng giá uh, vàng tăng giá là dựa trên các cái nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất là do lạm phát cao, đồng tiền mất giá thì người ta sẽ đi uh, mua vàng cái nguyên nhân thứ hai nữa nữa là do là uh, uh, do là chiến tranh các bạn uh, đợt vừa rồi ấy, thì tại sao mà trong năm 2022 đến năm 2024 thì giá vàng liên tục tăng lý do là hết cái cục những cái cuộc chiến mà liên quan đến uh, nga ukraine chưa kết thúc nhá rồi đợt vừa rồi lại có iran với cả uh, israel nữa xong rồi những cái cuộc xung đột nữa chưa kể là về cái vần mà căng thẳng giữa mỹ và trung quốc nữa sẽ làm cho giá vàng nó sẽ liên tục tăng giá đấy nguyên nhân chính đó là do lạm phát này các bạn này do lãi suất cao ấy và thứ hai nữa là do uh, lạm phát sẽ làm cho đồng tiền mất giá do lãi suất cao đó về thứ ba nữa là do những cái cuộc xung đột và chiến tranh